hơi lẫy chị Long An, em Ninh Thuận cùng chị An Giang, yêu quý cố quýt nhau không phân hèn sang. Đi chân trần chạy Honda, không ai rào vào chị em ta. Chị em vương xa mãi như một nhà, nhà thì một mái, người dâu hai phai, nhưng tình là tình chị em mãi lâu dài. Người ta đi chùa cùng mình thăng tiến, chứ chỉ cầu cho tình chị em mình mãi duyên. Để cho cuộc sống mai ngày có, giờ giờ khó đã có chị lo. Chị em nhà này hiền lành nhưng có thể xử đẹp trong một phút. Cuộc sống đang rất muôn màu, đừng để chị em làm bay màu. Ai đánh em chị ra can, em đánh ai thì chị không cản. Trái ớt thì nóng thì cay nhưng đụng vô chị em là phỏng tay. Nên là 1, 2, 3, chị em ta sáng như đèn pha. Sau nữa 4, 5, 6, chị em mình là mỏ châu báu. Lướt cái buồn như lướt Facebook, sáng đánh nhau chiều đơm lại nút khâu lại hết buồn. Xứng danh chị em có đủ trái cổ và trái tim. Một mai người dâu hai phai, nhưng tình là tình chị em mãi không phai. Người ta chơi được một hồi rồi bay, riêng tụi mình kỷ niệm chị em ghi mỏi tay. Để cho cuộc sống mai ngày có, giờ giờ khó đã có chị lo. Chị em với nhau có nhau để làm gì? Đứa em dậy đánh nhưng hợp tánh, còn chị trương khí hay đành hanh. Tự nhiên thấy thương quá đi thôi giờ mình xin. Chơi kiểu khó đã có chị lo, chị em với nhau có nhau để là không gì. Để cho cuộc sống mai này có, chơi kiểu khó đã có chị lo, chị em với nhau có nhau để làm gì. Đứa em chơi đánh nhưng hợp tánh, còn chị chương khi hay đánh hanh. Tự nhiên thấy thương quá đi thôi giờ mình xin. Chị em mãi không phải, mãi không phải, yeah, yeah. Chị em mãi lâu dài, mãi lâu dài, yeah, yeah. Chị em mãi không phải, mãi không phải, yeah, yeah. Và xin hứa, xin hứa. Là một tuần em vẫn tiêm hai lần được đúng không chị? Nếu em tiêm như vậy á, em phải cẩn thận, chỉ sợ bị sốc thuốc thôi. Ba má em đâu? Sao không dạy em? Giật chồng của người khác là sai hả? Em mồ côi. Má ơi, lúc mà đọc thơ này thì con đã đi xa rồi. Má cho con cảm ơn vì suốt thời gian qua má đã thương con như con ruột của má. 95, 100. Ba đi tìm đi nha. Xí Bé Thường. Ba cho ăn dây con phần chi rễ con đi bác má nè. Bé Thường, chơi chơi mét vậy? Bé Thường, Thường, qua đây với má. Nói bậy bạ cái gì vậy? Kêu ai bằng ba? Ai là ba? Ba mà má. Anh dạy con em cái gì kỳ cục vậy? Cái gì đâu căng, thì trò chơi tụi anh thôi mà. Trò chơi gì? Tụi anh chơi trò bạn bè thôi mà. Bạn bè thì kêu nhau bằng tên được rồi, tự nhiên kêu ba là sao? Thì đó,
Anh tên gì? Bình An. Trong Bình có chữ bờ, trong An có chữ A. Bờ A là ba. Hợp lý không? Dạ hợp lý. Yeah. Hợp lý cái cù lôi. Má không có thích vậy đâu nha chưa? Dạ. Tự nhiên kêu gì mà kỳ cục à. Trời ơi, em không thích thôi. Nó trò chơi của tụi anh, ai chơi mới có quyền ý kiến à. Đúng rồi đó má, ai chơi trò này mới có quyền chỉ ý kiến. Đúng cái gì mà đúng, không có nghe lời chú suối bậy nha chưa. Bây giờ cho má chơi nữa để má ý kiến. Ai cho chơi mà chơi. Anh có tin là tôi đuổi anh ra khỏi ghe này không hả? Nè, cái thằng này á không phải là dạng dễ lên rồi dễ xuống, dễ đuổi mà đi ha. Anh tuổi con gì mà anh ngay dữ vậy? Anh tuổi con đĩa. Ba quán tuổi con trâu, ba tuổi con đĩa điêu con trâu. Hợp lý quá ba. Hợp lý, yeah. Không có lý sự nha chưa. Con nít mà người lớn nói chuyện mà chen như vậy là hổn biết chưa. Dạ. Bây giờ chuẩn bị đi má nấu cơm cho ăn. Thôi khỏi, anh nấu sẵn luôn rồi. Bây giờ dọn cơm ra ăn thôi. Mà nè, lần đầu tiên anh nấu, ăn dở không có chê nha. Cái nồi cơm khét rồi kìa ông cố nội. Cái nồi. Cái nồi cơm của tôi. Thiệt á, chưa kịp khen nữa là té hang rồi. Thương ơi Thương. Dạ. Gì vậy anh? Em coi nè, chim rớt đầy ghe của mình. Có điều gì đó bất thường lắm. Em cũng không biết nữa. Nhưng mà sao thấy như vậy? Em thấy trong dạ bất an quá. Ba ơi, con là con chim gì vậy ba? Con chim nhạn đó con. Má. Mày chân. Nó chết bé mày. Mày chân. Ai vậy? Mày gì chân á? Mày á mày tự chân. Tụi bay ngừng lại. Mày mới về hả? Mày cản nó lại đi. Nó đào mã ba mẹ mày kìa. Mẹ tụi bay đứa nào đào nữa. Tao giết chết. Bay mất, tao đâu biết cái đường nào để liên lạc với bay. Lúc đi con giận quá, bỏ hết mấy cái liên lạc cũ. Con có thề, chừng nào má con đi kiếm con mới về. Mà ai ngờ, tới lúc má con tìm con thì... Chắc là má bay chết trong quốc ức, cho nên mới linh vậy đó. Chết trong quốc ức. Bay đi chừng nửa tháng, từ trận đánh má bay sảy thai cũng không có bao lâu sau, nó dắt một con nhỏ nào khác gì à. Nó coi má bay như không tồn tại vậy. Cái con khốn nạn này, mày cướp chồng tao hả mày? Mà làm cái gì hả? Đi nó mà ra. Ông ơi, anh khốn nạn lắm anh biết không hả? Tôi chán bà lắm rồi, bà hiểu chưa hả? Ngày qua ngày nó sống mà như cái xác không hồn dất dưỡng, cho tới khi quốc ức tột cùng. Đêm đó má bay đã tự giải thoát mình. Bay đi đâu ạ? Con đi giết chết cái thằng già khốn nạn đó. Cái tính khí nóng không bao giờ bỏ được hả? Bay giết nó thì dễ rồi, nhưng rồi bay tù tội, con cái bay ai lo? Nhưng mà bảy, tao nói bay nghe nè, bây giờ á, nhà cửa đất đai là của cha mẹ bay để lợi. Thằng Tư Trơn nó đang muốn bán. Cái điều bay cần làm bây giờ là lấy lại những gì thuộc về mình. Mà trong mặt qua, hồi sáng Tư Trơn nó quất tao một cái quá mạng. Uống sữa rồi nằm nghỉ nha má. Cứ để đó cho má, không có làm bậy nghe không.
10 triệu. Mày vẫn mặc cái tao hả Tư Chân? Tôi có bao nhiêu đó, lấy hay không tùy chị. Gấu, mày không bán đất nữa thì mày trả đủ 150 triệu tiền cọc của tao đây. Tôi lỡ xài hết rồi, tại chị trở kèo không chịu mua, chứ đâu phải tại tôi. Đất đai mày tranh chấp làm sao mà mua? Tao cho mày cơ hội cuối cùng, nếu tuần sau mày không đưa đủ với tao 140 triệu còn lại thì tao lấy cánh tay của mày. Đi về. Mày gom tôi đi đâu? Dạ, tôi không có dám đi đâu hết nè. Tân ơi, tôi lại anh Tân ba. Mẹ mày, tao mang mày về như một con chó đói. Bây giờ tao sách mất hết, thì cuốn gói bỏ đi à. Ông cơ tôi, ông cơ tôi không có dám mà Tân ơi. Tôi sợ, tôi sợ. Mày sợ cái gì? Hả? Mày sợ cái gì? Mày sợ cái gì? Mày sợ con mến à? Hồi đó tôi tham tiền, tôi lấy ông già kia rồi chữa quan, rồi bị bà vợ bà truy cùng đuổi tận. Tôi hết đường chạy, tôi tìm tới tự vẫn. Rồi con mến nó xả thân, nó cứu tôi, nó đem tôi về ghe để cứu mang. Tôi lại nổi lòng tham, tôi giật luôn chồng của nó. Tôi còn hại nó thừa sống thiếu chết. Tôi làm cho bà già chồng của nó ghét nó như kẻ thù. Bây giờ tôi gặp nó trong tình cảnh như vậy, tôi sợ nó hận tôi thêm. Con của mày đâu? Để nó dọn chiếc ghe đó hả? Nhảy hai mấy cửa sổ chứ đó nữa. Thương ơi, Thương à. Dạ. Đây, trái cây má gọt rồi. Bữa nay má sẽ qua nhà bà Bảy, không có nhà. Nghe chưa, ngoan nghe chưa? Dạ. Má đi tới khuya lận, không có chờ má nha. Không chịu đâu, thiếu hai má sao ngủ được. Tối nay ngoan, chú cho ngủ sớm mới đẹp trai, biết chưa? Dạ. Rồi, ngủ ở nhà với chú, chút học bài xong ăn trái cây. Mấy cái giá đồ em ghi trong vách, thì có gì bán giùm em, nha. Ừ, anh biết em rồi. Đi đó. Ủa mà ông con không anh? Đi cẩn thận đó nha. Biết rồi. Dạ. Mày đi thăm trúng vậy hả? Dạ chú Tư. Bữa nay có nhiều lương không mày? Dạ hổm rày nước mặn vô sâu quá chú Tư, lương nó trốn hết hay sao á mà không dính con nào hết chú ơi. Nhà mày còn gạo ăn không? Dạ mừng bữa nào không hết bữa đó, có hồi nào dư đâu chú. Tao cho mày tìm mua gạo nè. Mày đi xuống dưới ghe á, mày mua 30 kg gạo, kêu người ta vác gạo về để ăn từ từ nha. Dạ, dạ cảm ơn chú. Hôm nay chú Tư chơi sợ quá ta. Bù mới trúng số với chú Tư. Tao mới trúng tạng ủi. Cảm ơn chú nha. Mai con đi mua sớm, đổ dưới cái ghe đó mắc lắm. Mắc cũng phải mua mày. Mày cầm tiền á rồi mày xài hết sao? Mày cãi lời á. Đừng mà chú. Dạ để đi mua liền mà chú. Nhanh đi. Dạ.
đếm số 3 ô rồi con viết. 1, 2, 3. Ừ, rồi móc xuống. Rồi móc lên. Rồi. Bán đồ đi. Mua gì? Gạo 504, 30kg. Ở dưới kìa, xuống vác đi. Vác không nổi chú ơi. Hay chú vác nhà mình con đi. Vác không nổi thôi, không bán. Ủa, gì ngộ trời. Ngộ gì mà ngộ. Ba, vậy mà ba yếu quá. Ở nhà má mến vác một bao gạo 40-50kg rồi cho nợ luôn. Vậy mà 30kg ba vác không nổi. Ai nói ba vác không nổi? Là ba làm biến thôi chứ bộ. Má mến ghét mấy người làm biến lắm á. Con trai mà làm biến thì lớn lên á, con gái không chịu lấy đâu. Lành quá không còn. Vác thì vác. Gạo 504, 12.000kg, 30kg 360, đủ tiền không nhỏ? Chú vẫn chơi hả? À? Mặt này mà không có tiền. Con còn sợ chú không đủ tiền hối cho con à. Này láo à. Nè, bây giờ bà đi vác gạo cho người ta. Dạ. Ở nhà học bài ngoan nghe chưa? Dạ. Bà về liền. Dạ. Đợi xíu nhỏ. Nhà ngoan cái thương. Dạ. Bây giờ liền chỉ đường nhở. Chú heo con. Nhỏ ơi, dạ cô có muốn gì cô? Lấy cô 5.000 ớt nha. Dạ. Cô gỡ cái khăn ra, con đừng có la. Nói với con nha, đừng có la. Ở đây vắng lắm. Con la là không ai cứu con được đâu. Cô là ai vậy? Cô tên là Thêm. Vậy cô dùng tên với má rồi. Má của cô là Thêm. Má con tình mến mà. Nhưng mà con cũng có má là Thêm. Đây là ba nè, đây là má, đây là bé Thương, còn đây là má Thêm. Má Thêm tội nghiệp lắm á, má Thêm phải đi làm ăn rất là xa, gửi tiền cho má nuôi bé Thương đó chứ má đâu có tiền. Nhưng mà sao má Thêm không lại thăm con? Ừ, tại vì má Thêm làm ở nước ngoài lận, hiểu không? Tới khi nào mà bé Thương lớn nè, bé Thương học thiệt giỏi thì má Thêm mới về, biết chưa? Ba má ơi, bây giờ tụi nó đang bắt con của con. Đứa nhỏ ở đâu ra sao con cũng không biết nữa. Ba má có linh thiêng phù hộ cho đứa nhỏ trở về an toàn.
Sao em biết là ông bắn đứa nhỏ? Chính tay em dạy nó gói ớt. Con em tuy là tái mái nhưng mà nó nghe lời lắm. Anh nghĩ đi, đứa nhỏ vừa mất tích mấy tiếng, tôi trơn gọi kêu giao giấy tờ nhà. Ai giao giấy tờ nhà 1-2 giờ sáng? Mến, Dương đang ở lầu mộ bỏ hoang, cậu đi chậm. Cậu đến ngay đi. Dương mang theo giấy tờ ở đây rồi. Còn nhớ, đi một mình thôi nha. Mến, Mến, làm gì vậy? Anh biết về trong đó một mình nguy hiểm lắm không? Nhưng mà em chỉ được vô một mình thôi. Bình An, nếu mà em không trở ra được á, bằng mọi giá, anh phải cứu được bé Thương nha. Anh nói tầm bậy tầm bạ gì vậy? Yên tâm đi, anh hứa với em, anh sẽ không để cho em và bé Thương có chuyện gì đâu. Mến, con có làm thật là dữ dằn không? Ông yên tâm đi, sao tôi dám làm sai được? Con cứ đang trong tay ông mà. Ông muốn cái nhà thôi đúng không? Lấy giấy tờ ra, tôi ký, trả con tôi lại cho tôi. Mẹ đó, mày hiểu tao hơn tao tưởng tượng đó. Có má tôi là bị ông làm cho mờ mắt. Cái tính của ông tôi biết tổng lòng. Lấy giấy tờ ra đây tôi ký, trả con tôi lại đây. Phan, mày biết bé Thương này ở đâu hả? Lúc đầu tao nghĩ mày là một đứa đơn giản, không ngờ mày biết quá nhiều. Con tôi đâu? Thương, con mẹ đâu? Sao? Sao? Sao?
mày. Con mày đã sao? Đã bao đi. Nhanh lên. Nhìn con mày sống như từ trơn á Tim. Nhanh lên. Tim, con mày cần tao. Cần mày. Dính ra đi. Trọng dính lòng đi. Mẹ thương. Mày là một người mẹ tuyệt vời lắm Tim ơi. Đập nó đi. Chạy đi. Đừng mà em ơi. Đừng mà em. Đây. Chị tới thăm em là em mừng lắm rồi. Đừng có mang đồ ăn nữa. Xách chi cho nặng vậy. Với lại ở đây em được ăn uống đầy đủ lắm. Ngày ăn ba cử lận. Vô trong này mà bà làm như đi du lịch nghỉ dưỡng vậy đó. Ăn uống đầy đủ. Là như tôi không biết vậy đó. Không sao hết trơn á. Vài bữa chị vô một lần. Thương ơi. Thương. Vô thưa má cái rồi về nè. Dạ. Dắt thằng nhỏ đi đâu hoài vậy đó. Thương lại má biểu. Dạ con thương má rồi. Bây giờ nghe má dặn nè, con về á con nhớ nghe lời ba với lại má mến. Dạ. Thương má. Đúng rồi, giỏi quá là giỏi rồi ta. Ráng học giỏi nghe. Dạ. Ở đây má biểu coi. Nhớ nha, con có hai người má. Thứ nhất là má Thêm, thứ hai là má Mến, nghe chưa? Dạ. Ngoan quá. Thưa quý vị, và ngày hôm nay là một ngày lành tháng tốt. Thực sự đồng ý của bên đàn trai, đàn gái cùng thống nhất chọn ra một ngày để làm lễ kết hôn của chú rể Hoài Nhớ và cô dâu Ngọc Hà. Thưa quý vị, ba đời nhà em cầm nhà cầm xe, nhưng tới đời em ráng cầm được cái micro làm MC đám cưới cho người ta. Để làm gì quý vị biết không? Để chứng kiến được rằng có những người họ yêu nhau đó, họ thương nhau đó, nhưng chưa chắc họ đến được với nhau. Nhưng họ quyết định nên anh lùi bước về sau. Thấy nhau rồi. Thế gì? Em xài cái miếng này cả trăm đám cưới rồi, dễ gì té được em. Họ lùi về sau để làm gì? Để cho những người họ yêu, họ thương tìm thấy được chân ái của cuộc đời họ. Vì cứ yêu đi, cứ thương đi, cứ cho đi, trời cao tự ắt sẽ an bài. Vâng quý vị, vỗ tay. Rồi mình vỗ tay, cái tay mình đã không làm gì. Mình quẩn, mình xà xuống, mình cầm cái ly bia để mình cùng chúc mừng tân hôn của chú rể Hoài Nhớ và cô dâu Ngọc Hạnh nè. Một, hai, ba, vô. Nhớ xin được phép cảm ơn toàn thể bà con đã bỏ chút thời gian tới dự hôn lễ của Nhớ. Vỗ tay. Mến, cho phép vợ chồng tôi cảm ơn mấy người. Vỗ tay. Dạ, mến em kính chào bà con cô bác. Vỗ tay. Thưa má, thưa ông Nhớ, tuy hôm nay cô dâu không phải tôi, nhưng mà nói thiệt luôn nghe là tôi rất là vui á. Tại vì người tôi thương á bây giờ có hạnh phúc rồi. Chị cũng thương cưng nữa. Hai người gắn hạnh phúc nghe chưa. Mà tôi nói ông nghe nè, nếu như á ông làm khổ tôi thì thôi tôi cho qua, còn ông mà làm khổ con gái người ta là tôi đục vô trong mặt ông nói nha Nhớ. Đàn ông vậy mạnh mẽ. Mà hai má cũng thấy mắt chị rưng rưng rồi kìa, chắc sắp khóc rồi đó. Được. Tại chi á mà có người đứng cạnh nó
thì nó đỡ buồn biết mấy ha. Trời ơi, mày lên tao phải làm hết hồn chứ. Tự nhiên la làng vậy? Alo. Bình An xin gửi lời chào đến tất cả quan viên hai họ và dòng họ hai bên. Vỗ tay. Cái gì vậy? Xin cho tôi hỏi là tháng giêng năm sau mọi người có rảnh không ạ? Dạ. Vậy thì mời mọi người tới đám cưới của tôi và em mới nha mọi người. Con điên gì vậy? Vậy con ơi, chịu đi con, đồng ý đi, đám cưới má cho con 5 cây. Trời ơi, 5 cây gì? 5 cây dừa hả? Bà nói tôi nói giỡn hả? Vàng là tôi chọi bà cũng chết nữa đó bà. Ôi, chị hai chọi em mới, chị hai em đang khổ quá không có vàng chị hai ơi. Trời ơi, thôi đi mà mọi người, đừng có nghe ông nói khùng nói điên. Ai mà lấy thằng cha này vô di muốn chết, tự nhiên thấy người ta mặc áo tím cũng bắt chước mặc theo nữa. Tụi mình sẽ làm vợ chồng chứ bộ. À, tính bả vậy á, ráng theo đuổi bả đi. Đám cưới hai người á, vợ chồng tôi đi cầm nhẫn, làm dâu phụ rể phụ luôn. Hứa. Ok. Bữa đó em rảnh anh, lúc em làm MC luôn đi. Chốt đơn em luôn. Chốt đơn. Ví dụ 5 cây vàng là có thiệt nghe con. Chốt đơn. Bây giờ nè, bình an tôi tuyên bố tất cả những anh trai làng ngồi dưới đây, tôi chính thức theo đuổi em Mến. Ai mà đụng tới em Mến là tới công chuyện với tôi á. Chốt đơn. Em thấy làm sao? Em không biết nữa, nhưng mà em thấy nhẹ. Em thấy nhẹ là đúng rồi đó. Lộc bỏ hết những thứ không thuộc về mình, thôi làm đẹp lòng người khác, trở lại là thằng Mến như ngày xưa, em sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Nhìn em giống thằng Mến lúc còn đi học. Hèn chi, hồi đó cua tôi mê tôi lắm. Thì tôi đâu có chối. À, anh nhớ thời còn đi học, em hay đấm anh lắm. Lúc trước em làm con gái, anh không đấm lại được. Nhưng bây giờ em làm con trai rồi á, anh sẽ đấm lại em. Anh đấm em á? Bằng môi của anh. Mất dạy. Gì nữa? Tới lâu nay anh ở đâu? Sao giờ mới chịu xuất hiện? Trách tôi nữa hả? Anh theo đuổi mệt muốn chết, em theo thằng khác chứ bộ. Nhưng mà bây giờ anh bắt được em rồi, anh sẽ không buông em ra đâu. Anh không để em thoát. Uh-huh. Hay là em không để anh thoát? Ê, nè, làm gì tôi á? Hả? Lại ba. Đây, anh ngồi với ba. Đưa cho má. Ủa ba ơi, sao má? Nói gì nghe hay hay đi Mến. Thương cầm giùm má nha. Dạ. Đi qua đây với má nè.
Sao? Bữa nay thấy má lạ lắm đúng không? Dạ lạ, nhưng mà cũng không có lạ cho lắm. Ừ, thương nghe má nói này nha, từ bây giờ á, má sẽ là như vậy luôn. Không biết là Thương có còn thương má nữa không ta? Dạ, miễn sao má vui là được rồi. Nhưng mà má không còn để tóc dài nữa, con gọi má sao? Thì hồi trước giờ mình gọi làm sao thì giờ mình cứ gọi vậy đi. Vậy con gọi má là má nha. Con yêu má lắm. Con có yêu ba không? Dạ con cũng yêu ba lắm. Ba cũng yêu hai mẹ con lắm. Lớn tuổi chắc mẹ kèm nhèm á. Mẹ thử gỡ kính ra đi. Trời ơi, con gái. Ôi, đất ơi. Con chào ba. Đẹp quá à. Con gái đẹp thiệt luôn á. Ủa, nhưng mà nó là con trai. Mẹ, mẹ gỡ kính ra thử đi. Biết đâu cuộc đời mày nhẹ nhàng hơn. Trời ơi, con ơi. Con gái ơi, sao mà đẹp dữ vậy? Đẹp quá trời đẹp luôn vậy. Ta nói cuộc đời nó như một cái trò ảo thuật vậy đó ha. Nó mờ mờ ảo ảo vậy mà nó dễ chịu. Chứ nó rõ quá nó cũng kỳ. Dạ nó, con gái đẹp ơi. Dạ. Con của bác nó cũng ế lâu năm rồi. Con hốt nó luôn nha. Dạ. Mẹ ơi, con bà ơi. Ủa, ai đây? Dạ, con của con á bác. Ủa có con nè. Mẹ, thì mình mua tivi, mình được tặng thêm cái đầu đĩa. Mình lời quá còn gì nữa mẹ. Nội ơi con đói. Nội đi. Cháu nội ngăn không. Trời ơi cưng muốn xỉu luôn vậy đó. Ở đâu vô kêu bà nội vậy trời. Trời ơi nó con trai kìa. Mẹ. Kiếm kỳ quá liền mẹ đi. Cháu nội. Cháu nội ơi cháu nội. Đây cháu nội ăn bánh nha. Cháu nội ăn đi. Quay từ 11, 12 giờ đêm đến 1 giờ mới quay được cái cảnh này. Là cái cảnh này là cảnh 10 phút trên phim nha mọi người. 10 phút trên phim là phải 2-3 tiếng đồng hồ khi diễn viên quay. Và cái cảnh này diễn viên chính là Võ Đăng Khoa nè, Lê Mến nè, rồi hả Nguyễn Anh Tú, Giai Bình An. Và cái cảnh này hai người đang giật lộn trong phòng. Cảnh này ghê lắm mọi người. Cho nên nó lúc mà ghe bèo ghẹo ai phần 2 ra, mọi người phải tìm cái cảnh này nha. Mọi người coi thử cái cảnh này ghê cỡ nào. Quay xong hả, khán giả gửi tâm thương mọi người ghê không? Thấy ghê. Sợ lắm, không dám đọc cái tâm thương sợ. Lần gần ở đây với ông đời của Bảy nè, đứng ở đây nè, đó che cái nón cho nó nè, nó cầm nón nè. Thôi, rồi, nó đi. Đó, của Bảy sàn qua đây. Áo em, bay bay đi. Rồi, cái băng lơ mà hết rồi. Sắc nha, một cái túi bánh lớn thì bên trong nó có hai cái túi bánh nhỏ, cái vỏ cực kỳ mỏng, cắn được ăn. Rồi cái phô mai nó tràn ngập cái răng này liền luôn. Ai mà là tín đồ của phô mai chi kem béo ngậy là không thể bỏ qua được cái bánh này nha quý vị nha. Đất chi, bánh vào canxi, thử là mê đi. Mang miền Tây vào lòng thành phố, mang những món ngon của nỗi nhớ phục vụ khách gần xa, giữ vững uy tín và những hương vị đậm đà truyền thống suốt hơn 20 năm. Dân Mập tự hào là thương hiệu ẩm thực dành cho khách sành ăn. Ai đã từng đi về tuyến đường miền Tây Sài Gòn chắc không khỏi quen thuộc với hai từ
vân vân. Với phương châm hướng tới chất lượng và sự hài lòng của thực khách là mục tiêu phát triển dài lâu, bằng niềm vui khi nhìn thấy khách hàng được thưởng thức những món ngon quê nhà với thực đơn phong phú và đa dạng các chủng loại đặc sản miền Tây. Chúng tôi khắt khe trong việc lựa chọn nguồn nguyên liệu tươi sạch, kỹ lưỡng trong quy trình chế biến công phu nhằm tạo ra những trải nghiệm vị giác tuyệt vời nhất đến cho thực khách. Dân Mập luôn tâm niệm phải càng ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ để thương hiệu gia đình luôn gây ấn tượng đẹp trong lòng thực khách. Dân Mập xin chân thành cảm ơn vì đã tin yêu và sử dụng các sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Tự hào thương hiệu Việt Yataka ghế massage thông minh, sản phẩm được kết tinh từ nền công nghệ hiện đại và tinh hoa y học truyền thống, được hơn 2 triệu khách hàng tin dùng bởi giá thành hợp lý, mẫu mã đa dạng, nhiều tính năng hiện đại dẫn đầu xu hướng, dịch vụ hậu vải tận tâm. Yataka ghế massage thông minh.